Khoảng 3 tuần qua, một số mỏ đá nằm cạnh tuyến đường cao tốc Nha Trang Cam Lâm từ lý trình km 48 đến km 51 thuộc địa phận thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Trong quá trình khai thác đã nổ mìn, khiến bụi bay mù mịt làm hạn chế tầm nhìn của tài xế, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tài xế Nguyễn Văn Định, 37 tuổi, thường xuyên di chuyển trên tuyến cao tốc bày tỏ sự lo ngại khi đi qua hầm dốc sạn vào lúc đoạn đường này bị bụi mù. Bụi quá dày, không thể nhìn thấy đường, tôi phải cho xe chạy chậm lại, ưu tiên an toàn nhưng cũng sợ xảy ra tai nạn vì khuất tầm nhìn, đồng thời lo ngại bị phạt vì chạy dưới tốc độ tối thiểu, tài xế chia sẻ. Theo thống kê của đơn vị vận hành, mỗi ngày có khoảng 6.000 lượt phương tiện di chuyển trên tuyến, dịp lễ, Tết ước tính trên 10.000 lượt phương tiện. Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý Khai thác Đường Cao tốc Nha Trang Cam Lâm cho biết, qua theo dõi, đơn vị phát hiện từ đầu tháng 4 đến nay, có hiện tượng bụi mịt mù từ các mỏ đá nằm cạnh tuyến cao tốc phát tán ra, thời gian thường vào buổi trưa các ngày trong tuần. Thời gian qua, đơn vị liên tục nhận được phản ánh của tài xế qua đường dây nóng về tình trạng bụi đá che khuất tầm nhìn. Chúng tôi đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành, địa phương cùng các đơn vị liên quan có giải pháp xử lý tình trạng bụi từ quá trình khai thác mỏ đá để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn khi vận hành và vệ sinh môi trường, ông Hưng cho biết thêm. Theo ông Nguyễn Đức Hưng, bụi bẩn từ mỏ đá phát tán vào hầm dốc sạn, che mờ các thiết bị vận hành như camera, điện chiếu sáng, quạt thông gió, hệ thống phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc, làm ảnh hưởng đến khả năng vận hành của hệ thống, có khả năng dẫn đến hư hỏng, gây gián đoạn và nguy cơ chậm trễ trong công tác cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố xảy ra. Hầm có 8 quạt hút cảm biến, nhưng có lúc ngừng hoạt động do quá tải, phải thao tác thủ công để bật quạt hút. Liên quan đến vấn đề trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã có văn bản yêu cầu các chủ cơ sở khai thác mỏ đá phải đảm bảo vệ môi trường khi khai thác khoáng sản, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng yêu cầu, tại báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, không để phát tán bụi ảnh hưởng đến hoạt động của cao tốc Nha Trang Cam Lâm. Sở cũng thông báo sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, kiểm tra hoạt động tại một số mỏ đá nằm dọc tuyến cao tốc Nha Trang, Cam Lâm, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Cao tốc Nha Trang Cam Lâm dài hơn 49 km, đi qua 3 huyện Diên Khánh, Cam Lâm, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa. Quy mô 4 làn xe, rộng 17 m, tốc độ tối đa 90 km/h, tốc độ tối thiểu 60 km/h. Công trình được thông xe vào ngày 19 tháng 5 năm 2023, chuẩn bị thu phí sử dụng đường bộ từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.